Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ hôm nay, mưa dông ở phía Nam sẽ gia tăng, còn ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục có thời tiết mát mẻ vì nhiều mây và mưa xuất hiện bất chợt. Từ sáng đến giờ thì mây dông gần như chỉ gây mưa diện rộng cho khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, sang đến Quảng Ninh và một số nơi ở vùng đồng bằng. Trong chiều và đêm nay thì không chỉ khu vực này mà các nơi khác của Bắc Bộ cũng sẽ có mưa. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30 đến 50mm, thậm chí là trên 80mm. Bà con vùng núi vẫn cần đề phòng tới khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất chiều nay tại thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố là từ 29 đến 32 độ, trời mát. Từ hôm nay thì mưa dông ở phía Nam cũng gia tăng, nguyên nhân là do sự xuất hiện của một dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực giữa Biển Đông. Sau đó trên dải này thì sẽ hình thành một vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất từ 50 đến 65%. Hai yếu tố này thì sẽ tương tác làm gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên gây mưa dông. Dự báo chiều nay khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng sẽ có mưa. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 50mm, có nơi mưa trên 80mm. Đợt mưa này thì sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng 7, nguy cơ cao xảy ra lốc sét, gió giật mạnh cũng như là sạt lở đất và ngập úng. Chuyển sang thời tiết biển, từ Bình Thuận đến Cà Mau ra ngoài phía tây của Nam Biển Đông, bao gồm phía tây của huyện đảo Trường Sa, có gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 đến 3 mét, biển động. Đối với khu vực huyện đảo Hoàng Sa, Bắc và giữa Biển Đông cũng có mưa dông mạnh, cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh kèm theo. Và cuối cùng là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong chiều và đêm nay.